Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Long Đồng, bình quân hàng ngày toàn tỉnh thu nhận gần 6.000 hồ sơ và kích hoạt tài khoản định danh điện tử hơn 7.400 hồ sơ. Thay chỉ tiêu chung là không đảm bảo mục tiêu hoàn thành công tác thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 100% cân dân để đủ điều kiện trước ngày 15 tháng 8 năm 2023. Do đó, Ban chỉ đạo Đảng 06 của tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo toàn tỉnh để nhanh tiến độ thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Trong đó yêu cầu công an tỉnh phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đề án 06 tăng cường theo dõi, kiểm tra đôn đốc các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành việc đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn đạt tỷ lệ 100% trước ngày 15 tháng 8 năm 2023. Song song đó, ban chỉ đạo đề án 06 các địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp phù hợp tình hình điều kiện thực tế, kiểm tra đôn đốc đánh giá tiến độ, kịp thời đề xuất khen thưởng biểu dương những tập thể cá nhân làm tốt, xem xét trách nhiệm đối với những tập thể cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ. Các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt bảo lộc vận động cán bộ công chức viên chức đăng ký kích hoạt tài khoản, đồng thời vận động gia đình, nhân dân nơi cư trú tham gia đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử. mở được cao điểm tuyên truyền phổ biến, cung cấp thông tin đầy đủ, sâu rộng về các nội dung liên quan đến đề án 06 các tiện ích khi sử dụng tài khoản định danh điện tử, thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Triển khai các tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân thực hiện. Ngoài ra, các huyện, thành phố tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, chủ động bố trí các nguồn lực, ưu tiên đầu tư trang thiết bị, giao chỉ tiêu, tiến độ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị địa phương và theo dõi kiểm tra đôn đốc nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ trước ngày 15 tháng 8 này.